Để gắn được tham biến vào cái hệ khung sườn này thì chúng ta phải đo các kích thước của cho nó đã. Thể annotate all dimension, chọn câu lệnh là align dimension, lệnh tắt là DI. Các bạn lưu ý cách đo của tôi này: trái gốc phải kích chuột, chọn EQ. Việc làm này có ý nghĩa như sau: khi chiều dài của bàn thay đổi thì nó sẽ thay đổi đều cả về hai phía, mặt phẳng trái, mặt phẳng phải, kéo cho nó lên đây. Kích thước 1,8 này tôi sẽ gán tham biến vào cho cháu nó. Các bạn lưu ý nhé, bởi vì mục đích của chúng ta là chiều dài bàn thay đổi được nên kích thước này không được phép khóa. Đấy là cái số 1. Cái số 2, muốn gán tham biến cho đường kích thước này, các bạn quan tâm đến thẻ Label Dimensions ở trên này. Chưa có cháu nào cả, các bạn chọn vào Create Parameter, tạo ra một tham biến mới. Ở đây tôi sẽ đặt là Length, nghĩa là chiều dài của bàn. Mọi lựa chọn khác các bạn cứ giữ nguyên theo mặc định nhé. GTH nhỉ, Length, xin lỗi bạn viết sai cả. Ok, cái bàn này tôi không muốn độ rộng của cháu nó thay đổi, vậy nên tôi làm như sau. DI này, cho hai cháu là lúc nào cũng phải đều nhau đã. Tiếp theo, đo mặt phẳng trên, đo mặt phẳng dưới, kích cỡ 900. Các bạn khóa chiếc kích cỡ này lại. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Tôi chủ động để chiều rộng của mặt bàn là một hằng số. Tương tự như vậy, các bạn nhảy lên mặt đứng front, mặt đứng chính diện. Cho dù kích thước có thay đổi đi như thế nào chăng nữa, thì chiều cao của mặt bàn là không đổi. Các bạn dùng lệnh DI tiếp ạ. Bắt mặt phẳng tham chiếu ở trên cùng nhé. Ấn Tab, bắt mặt phẳng tham chiếu ở dưới. Khóa chiếc kích thước này lại. Vẫn câu lệnh DI, đo độ dày của tấm mặt bàn. Kéo ra đây, Escape. Lưu ý này, độ dày của tấm mặt này tôi cho thay đổi. Ví dụ với chiều dài của bàn là 5m thì nó sẽ dày là 5 phân cơ. Vậy thì tôi chọn như sau. Chọn vào đường kích thước này, tại ô Label Dimension, các bạn chọn vào Create New Parameter, tạo ra một tham biến mới cho cháu nó. Tôi sẽ đặt tên là Top Face Thickness, tức là độ dày tấm mặt, THK, Top Face Thickness. Các tham biến còn lại các bạn giữ nguyên theo mặc định. Ok, như vậy là tôi vừa gán được cái tham số parameter vào cái kích thước là độ dày của tấm mặt bàn.